trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn tiểu thuyết chiến tranh với nhan đề giáp xanh tác giả đỗ kim cuông nhà xuất bản quân đội nhân dân năm xuất bản 1996 sau đây mời các bạn cùng nghe tập 1 quá khứ luôn luôn ở bên ta cho dấu ta cố tình lảng tránh và nếu không soi dọi cho rõ ràng quá khứ thì sẽ không có gì bảo đảm không gặp lại sai lầm trong tương lai chương 1 Trận mưa đêm như chút nước vẫn còn để lại trên cánh rừng nhiều dấu vết, con suối đá sau kỳ nắng hạn bị vắt kiệt khô, chỉ một đêm bỗng sinh ồn á. Nước từ trên sườn đồi dồn xuống suối chảy cuồn cuộn, đủ sức cuốc trôi đi lá khô, cành củi mục tấp xuống lòng suối lâu ngày. Ở những thác đá tiếng nước đổ ào ào, lũ cháo chuộc suốt cả mùa hè nắng đắt chui lùi sâu trong các hang hốc, kẹt đá để trốn cái nòng bức, một ngạt sáng nay được dịp tuồn ra người cửa hang ngồi chém chệ trên các tảng đá, cất tiếng kêu đính đạc. Chuộc, chuộc, vợ chồng chị ấy ương bám chen cọng cây môn nước, dương đôi mắt xanh biết ngắm bóng mình và bóng tán lá in dưới lòng khe, cũng chẳng chịu thua. Oạp, 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 sao động hơn vẫn là tiếng chim hỏa mi hót véo von trên những tầng lá xanh gì. Cây cối tự như được rửa, tiếp thêm nhựa sống bù đắp cho những ngày dài quát queo say nắng vì ngọn gió tây khô xác. Bầy chim vừa hót ca, vừa tranh nhau ăn trái cây rừng. Dâu mọc thành chùm vàng rộm treo lúc líu trên cành cây cao. Những trái chín. Vỏ tách ra thành bốn mũi rơi là tả xuống và đất quanh gốc và rơi xuống cả lưng áo của những người lính giải phóng. Họ ngồi im và chờ đợi, dòng tai lên nghe âm thanh rộn rã của cánh rừng ban mai yên ả, à, và cũng đầy bí ẩn giấu sau màn cây xanh kia. Đơn vị bộ đội năm phục kích định được trải dài hơn 100 mét, chia ra thành bốn cụm chính ẩn kín đáo trong rừng cây, tạo thế bố trí theo hình cánh cung bao quanh lấy bãi ngụy. Mảnh đất rộng lọt thòm giữa rừng cây trống trải, chi chít các hố công sự hình tròn, hình chữ nhật có những căn hầm được tụi lính ngụy chặt cây, lớp đất phủ chỉ còn chừa ra một cửa hầm chui lọt thân người, liên kề đấy là bệ đất lấy hướng xạ kích ra xung quanh. Trong toàn bộ khu vực bãi đóng quân rộng dinh, tưởng địch trú đêm, hoặc nghỉ lại một hai ngày giữa rừng trong những chuyến đi cản, chúng ăn ở tự do, tùy thích. Nhưng không phải, ba trung đội chia làm ba góc theo một tam giác đều, hoặc một tam giác cân. Mỗi trung đội lại cho lính đào hầm hào, theo hình bán nguyệt ban chỉ huy đại đội nằm ở giữa trong đội hình của đơn vị mình. Với cách cấu trúc như vậy, hỏa lực và xung lực của địch dư sức đánh trả những trận tập kích bất ngờ của bộ đội, nếu lực lượng đối phương yếu hơn và không biết cách cắt mảng ra tiêu diệt. Công sự tụi ngụy đào thường nông trèn nhưng chúng lại khôn ngoan tận dụng những thân cây đổ, hốc cây to giấu chiếu hầm cá nhân bé tí tẹo của mình trong đó. Và lại tụi lính ở lớp bên trong còn ỉ vào các chốt tiền tiêu nằm xa chừng vài chục mét, chấn giữ những nẻo đường mòn dẫn vào khu vực đóng quân của đại đội lính ngụy những người lính giải phóng vẫn nằm im và chờ đợi. Tiếng là khô rơi xào sạc, và tiếng cành cây gãy do một chú sóc nhảy vô tình cũng không lọt ra khỏi vòng kiểm soát chặt chẽ của họ. Sự chờ đợi bị kéo căng ra như một sợi dây đàn. Mặt trời kéo lên cao quá bụi mây ở đầu bãi ngụy phía đông. Nắng dài vàng trên vùng đất trống trải. Đại đội bộ binh đến địa điểm bãi ngụy từ lúc trời chưa sáng rõ mặt người. Họ chuẩn bị công sự gấp rút cho một trận đánh phục kích. Năm khẩu B-40 và B-41 mươi khẩu AK đều hướng điểm xả vào bãi nguê. Bao giờ những chiếc mũ đồng và những bộ quần áo xanh xám sẽ xuất hiện. Bất chợt một người chiến sĩ húng hắng ho khan, nhưng lập tức anh ta bị ngay người ngồi bên cạnh Dúi đầu xuống hố cá nhân. Đây đó phóng tới chỗ vừa phát ra tiếng ho, những cái nhìn thiếu thiên cảm, ánh mắt của Trung đội Trương Tông Long lên sòng sọc, gương mặt rỗ hoa của anh bỗng ửng đỏ. Đồ chết sẫm, tông lầu bầu trong cổ họng, lại một tiếng động nữa phát ra. Cậu Mai giữ khẩu B40 vô ý để quả đạn chạm vào súng. Trà, mần chi giữa bay. Phong không kìm được bật kêu lên. Anh bước ra khỏi công sự, đi tới chỗ Tông. Sao chưa nghe ngóng gì anh Phong, Tông hỏi đại đội trưởng. Chưa, trinh sát bám đã về đầu. Nhắc anh em đừng nhốn nháo. Tôi sợ tụi này đi đường khác. Phong không trả lời Tông. Ánh mắt anh hướng ra ngoài chả nắng chói trang. Nắng đã gắt, những chiếc bao cắt tấp lên mặt hào, hơi nước bốc lên la đà từ một đầu bãi ngụy xuất hiện hai người. Họ mặc áo vài xanh tô châu, tay sắn cao, quần đùi, AK bán gấp treo trước ngực. Thằng Su, thằng Nghi về kìa, Phong nói và bước nhanh lại chỗ Nhàn. Nhàn là tiểu đoàn phó, tham gia chỉ huy trận đánh của đại đội một bữa nay, đang ở bên công sự sau ụ mối lớn cạnh một gốc cây to. Nhàn đứng chống ngạnh, khẩu K-59 đeo trễ bên hông. Anh nheo mắt dõi theo hai người trinh sát đang chạy men theo bãi nguyện lại chỗ họ đang đứng chờ nhàn có khổ người thấp, to ngang. Kỳ này chẳng biết tay thợ cắt tóc nào của tiểu đoạn bộ đã tỉa cho anh cái đầu bốc, cạo trắng gáy. Chỉ còn để lại một chóm tóc phía trên, thành thử đầu của anh đã dài trong lại càng nhọn. Nhàn đội chiếc mũ vài mềm có môi sao nửa xanh nửa đỏ. Tay sắn cao, mặc chiếc quần đùi may bằng vài xanh pha ni lông. Bắp chân, bắp tay mập mạp, ngắn mủn. Anh gốc người Nam Định, vốn trước kia là đại đội trưởng C1, lên cán bộ tiểu đoàn đã gần được một năm, nhưng thường bám trụ vùng giáp danh với đại đội một vừa trực tiếp chỉ huy tác chiến, vừa lo việc mua cơm gạo ở vùng đồng bằng cung cấp cho tiểu đoàn bồ và đại đội hỏa lực đóng ở vùng địa đạo Nam sông Bồ. Báo cáo thủ trưởng, xu lột chiếc mũ tai bèo lau mồ hôi trên mặt, tụi lính ngụy bắt đầu dỡ bạt, nấu cơm sáng. Đi muộn vậy cơ à? Tổ cậu bảo vẫn tiếp tục bám hử, nhàn hỏi người trinh sát. Dạ, hai đứa đã ăn sáng chưa? Rồi ạ, à, su đáp. Thôi thế này nghe, tổ cửa cậu quay trở lại bắt liên lạc với bảo su ạ à. chừng nào địch bắt đầu di chuyển cho ngày người về báo nếu địch di chuyển hướng hành quân ra ngã đường 12, cậu cho một tổ bám theo phải không phong nhỉ nhàn quay sang bảo phong cho mấy đứa ăn cơm đi thôi phong ta còn rảnh rang chừng 2 giờ đồng hồ nữa cậu nên cho một tổ ra bám vạt nhà cháy ở ngã bà hương trà đề phòng địch trên chóp đón tụt xuống hợp điểm ở đây vẫn một đại đội như bữa qua phải không su phong hỏi Dạ, vẫn trường nớ. Tuổi E54 anh Phong, thằng đại trường già khòm. Sao mi biết, nó ra đái chỗ em nằm ém có một bụi giang chớ mấy. Bay coi trường đó, anh nhàn dọa, để định nghi ngờ chuồn hướng khác là tao phạt mấy thằng trinh sát. Thủ trưởng khỏi lo, xu cười tâu tuét, thôi tụi em đi đây. xu chụp cái mũ vải lên đầu, sốc khẩu AK. Cậu ta bình thản bước con vắt đang cong người bò lên quay dép vất xuống đất. Nhàn ngồi ngả người trên tấm ni lông gấp tư, dựa lưng sau gò mối. Cơ thể anh dường như được thư giãn sau một khoảng thời gian chờ đợi căng thẳng. Ăn vài muỗng cơm với Phong, anh thấy mồm miệng đắng ngắt, bỏ đứng dậy. Mối lo và cả sự hồi hộp cho một trận đánh có phần nào khiến anh không yên tâm. Ăn chút nữa chớ, anh nhàn Phong ép. Các cậu ăn đi, nhìn những hạt lạc trộn lẫn trong cơm, nhàn phát ớn. Cơm đột lạc, ăn với muối lạc, thậm chí đến món canh của nhà bếp bưng lên mỗi bữa sáng cũng là canh lạc nấu với dầu xà lách hơn nửa tháng nay, đường về đồng bằng thông suốt, đêm đêm, lực lượng của huyện và các xã cùng phối hợp với bộ đội C1, C3 đi đồng bằng. Đang mùa dỡ lạc, trong sân nhà dân lạc vỏ chất trồng, 481 một thùng lạc vỏ, chỉ cần vào ấp. Không gặp địch, bộ đội tha hồ gùi, gùi lạc trông thì to, lồng cồng nhưng đến khi lột vỏ, chẳng được bao lăm. Gạo mùa này ít, có lạc ăn cũng tốt, lạc ăn độn cơm đem tỷ lệ, một lon gạo, nửa lon lạc. Tạm qua đi những ngày đói khổ, đói sở trong suốt tháng 2, tháng 3, tháng 4 giữa lúc địch càn giữ vùng danh để xây dựng căn cứ hòn vượn, chóp nón, am cây sen, điểm cao 3, 6, 7 bên kia sông Bồ Tạo lập tuyến hành lang bao gồm một hệ thống cứ điểm mạnh giữ vùng Bắc Huế. Gương mặt, da rẻ của những người lính có chút gạo, chút mỡ đã tươi tắn trở lại. Sốt xét là chuyện thường tình đối với chiến trường. Ai đã trụ bám qua mùa mưa và trận sốt xét ban đầu coi như nhận chứng chỉ của người lính chiến trường cơn sốt đến rồi đi tựa như những trận gông đầu mùa hạ. Ngoại trừ trường hợp ác tính bị mất sức mới chịu đưa ra tuyến sau điều trị. Còn không, phương châm chiến lược về con người ở vùng giáp xanh là trụ bám tới cùng. Nó vừa biểu hiện ý thức tự giác trong mỗi chiến sĩ cán bộ tiểu đoàn 10, vừa là quân lệnh, biến thành nghị quyết của đảng bộ. Mỗi một chiến sĩ chiến đấu ở chuyến trước, chừa chủ lực, nửa địa phương, đã thông thảo đồng đất vùng giáp xanh, và đường về các xóm ấp đồng bằng không phải dễ kiếm như cây trên rừng. Đành răng, ai chả biết trên trục đường giao liên Trường Sơn, quân đi như nước chảy từ Bắc vào Nam. Nhưng con đường rẽ để đưa họ vào vị trí chiến đấu chia thành hàng trăm nhanh nhỏ. Đâu cũng cần tới sức người, và đâu cũng quan trọng. Thành thử, để có được một anh bộ đội biết mặc quần đùi, đi dép, đầu trần, cơm gạo ăn mỗi bữa phải tính bằng một phần mấy của long, mỗi long là hai lạng rưỡi, ăn được môn vót, môn thục và ứng chiến được hàng chục kiểu đánh với tụi lính ngụy là một tài sản quý cho những đơn vị trụ bám vùng giáp danh. Sau tháng, những anh bộ đội tân binh được huấn luyện ở hậu phương miền Bắc nếu đem so sánh đối chiếu giữa bài bản trường lớp và thực tế của chiến trường chỉ còn là câu chuyện đáng buồn cười cho những anh cán bộ khung huấn luyện. Nếp sinh hoạt của những người lính sống ở vùng giáp danh buộc họ phải tuân thủ theo một quy định riêng, khác với những người lính quen sống trong các trung đoàn, sư đoàn chủ lực. Lính giáp danh phải quen với môi trường mới, tạo ra một cách sống mới địch ở cách anh có vài ba trăm mét hãy coi chừng hãy nhìn những người lính cũ làm và bắt chước mau lẹ anh vô ý gây ồn nơi hậu cứ ư những quả pháo điểm cối điểm sẽ nhắc thay cho cán bộ và chỉ vài phút sau pháo cối đã dọn sắn tọa độ nện thẳng vào đấy những người lính địa phương trụ bám vung giáp xanh liên tục bị tiêu hao bộ đội tân binh của quân khu bổ sung nhỏ giọt những gương mặt chiến sĩ mới nhận về chỉ sau vài chuyến xuống đồng bằng tham gia một hai trận đánh họ đã trở nhành những anh lính cựu. Cả một tiểu đoàn chỉ có chừng hơn 130 tay súng. Đến ngay như đại đội 1, đơn vị chủ công của tiểu đoàn, huy động và trận đánh phục kích này cũng chỉ còn hơn ba chục tay súng. Nhàn ngồi vẫn thuốc hút và nhìn từng gương mặt của các bộ, chiến sĩ. Hai ba người cụm lại thành từng nhóm tranh thủ ăn phần cơm bọc trong những túi ni lông. Trong mối quan hệ với chiến sĩ đại đội 1, nhàn thân quen quá, trừ vài chục tân binh mới được đưa về đầu năm còn hầu hết anh em không mấy ai kêu anh bằng thủ trưởng chính nhàn cũng có cảm giác là tại khó chịu khi các cậu tân binh gọi anh bằng cái tên ấy khi vui anh kêu mi tao với chiến sĩ có lẽ cũng bởi trong cuộc sống của người lính luôn đối đầu với những trận chiến đấu với cái đói khổ bệnh hoạn đã xóa bớt đi phần nào sự cách bước về cương vị cấp bậc nhưng điều này thì nhàn không thể trệ được họ sự chấp hành mệnh lệnh công việc đang bàn mặc sức cãi nhau tranh luận nhưng một khi đã trở thành phương án tác chiến thì dù có phải đánh đổi bằng mạng sống họ vẫn cứ chấp hành mới ngày nào nhàn đi nhận quân ở Avao toàn bảo đồng chỉ mới chỉ là lứa tân binh nhập ngũ chưa đầy hai tháng đã vào Nam để tham gia đánh Mậu thân 1968 đợt quân ấy mất ván và bây giờ họ đã là những cán bộ trung đội tiểu đội mới đây ban chỉ huy tiểu đoàn đã họp thực ra chỉ có hai người nhàn và ông triều tiểu đoàn trưởng. Hai cán bộ chính trị của tiểu đoàn đang ở trên hang đá, bên kia sông bồ tổ chức cho đại đội 2 và đại đội 4, gùi gạo, đạn. Ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định cho đại đội một tổ chức đánh trận phục kích này với mục đích kéo trung đoàn 54 ngụy lên cản rừng nhiều hơn nữa. Như vậy, cửa rừng buộc địch phải giãn quân, đại đội 3 và lực lượng vũ trang của huyện có cơ hội về đồng bằng mua gạo cơm và đánh tụi bảo an. Mùa mưa sắp tới rồi, cần phải có một lượng gạo dự trữ. Nhàn cùng với phong đại đội trưởng đại đội một đưa trinh sát và cán bộ trung đội đi chuẩn bị địa hình. Cán bộ, chiến sĩ đại đội một nghe tin đánh lớn, ai cũng hào hứng phấn khởi. Lâu nay chỉ đánh đấm lẹt xẹt, hoặc giả những trận đánh dưới đồng bằng lại diễn ra trong đêm tối. Ít khi thắng giòn giá, tuổi lính, bảo an, dân vệ chỉ mới nổ mìn, chạm súng, thấy B-40, B-41 nổ váng óc, xòe lửa biết ngay gặp bộ đội K-10 đã ù té hù nhau bỏ chạy tiêu diệt xăm bảy tên bảo an chẳng bỏ bèn, pháo địch quây giữa đồng, bắn chặn và y như rằng ngày hôm sau cửa rừng về đồng bằng tắc nghẽn. Những trận đánh trên rừng là cần thiết, nhưng nhàn không dám hé ra một điều, lộ ra anh sẽ phải chịu kỷ luật, thân thiết với Phong và Hảo, hai cán bộ cấp trưởng của đại đội, nhàn cũng đành ngầm tâm. Không bao lâu nữa, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 10 sẽ bổ sung lực lượng cho huyện và xã. Tiểu đoàn 6 hoạt động bên phong quảng cũng xóa phiên hiệu để tăng cường người cho hai huyện. Tin mật, ông Triều và ông Đang, chính trị viên tiểu đoàn, nhận điện ngồi ngẩn ngơ trong hầm cơ yếu một hồi lâu, nhìn nhau ứa nước mắt. Không ai tin được một tiểu đoàn có mặt sớm, đánh ngụy, rồi đánh Mỹ trên một dải đất dài rộng của sáu huyện Thừa Thiên, địch chạm mặt đã ngán, bây giờ không còn phiên hiệu nữa. Cả bốn cán bộ cao nhất của tiểu đoàn còn chưa tin chuyện giải thể ca 10 về địa phương là thật. Tiếp theo là sự bất mãn, bực bội. Ông Triều và ông đang cùng với tổ trinh sát vượt đường 12 về trung đoàn họ chỉ nhận được một câu trả lời, đây là lệnh của tư lệnh quân khu. Hai người ở lại quán triệt nghị quyết thêm nửa tháng mới về. Không còn hồ nghi gì thêm nữa, tăng cường bộ đội chủ lực cho tuyến huyện, xã đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách để vùng giáp xanh khả dĩ còn có chỗ đứng chân. Cuộc tổng tiến công vào mùa xuân năm 1968, các đơn vị địa phương hao hụt quân số quá lớn. Việc rút trực tiếp thanh niên đồng bằng để bổ sung cho đội công tác xã và đội biệt động huyện trở nên khó khăn địch cũng tăng cường đôn quân, bắt lính, tìm mọi phương cách giữ thanh niên. Những đợt vũ trang tuyên truyền về đồng bằng của lực lượng cách mạng không dễ. Tổ chức các mũi quân như một trận đánh, nếu không chạm địch, vào được làng cũng chỉ làm việc với cơ sở và đồng bào không quá 3 tiếng để còn kịp gùi cóng gạo cơm lên rừng, sợ trời sáng. Và không phải đêm nào cũng về được dân, 180 phút không đủ sức thuyết phục đám thanh niên cũng như các bậc cha mẹ dù họ có cảm tình với cách mạng, có người thân tham gia cách mạng, đi tập kết ở miền Bắc. Và lại, nỗi hoàng sợ địch trả thù sau cơn sốt mậu thân vẫn còn ám ảnh nặng nề. Lực lượng thanh niên đồng bằng đưa lên nhỏ giọt không đủ cấy vào số du kích xá, biệt động huyện, cơ quan huyện ủy, huyện đội, kinh tài huyện, đường dây, bị hy sinh trong những chuyến đi công tác và đánh địch ở đồng bằng. Người vẫn là con người tiếp sức nuôi sống cho cuộc chiến đấu. Và chắc chắn không có một người chiến sĩ miền Bắc nào khi cất lời thề, tuyên thệ dưới cờ để lên đường vào nam, anh ta biết trước rằng một ngày kia mình sẽ trở thành anh du kích xá, nhưng họ là người lính và chiến trường đang gọi. ngay nhàn cũng cho rằng công việc của huyện xá, lực lượng của huyện xá sẽ do người địa phương đảm trách. mắc mới chi tới mấy anh lính chủ lực, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, ông triều bảo vậy. còn thắc mắc nay mai sẽ có phái viên của tỉnh về tổ chức học tập nghị quyết của khu ủy tỉnh ủy. đến tôi học cả nửa tháng mà chưa thông, ông nhàn ạ. À giọng ông triều lộ gió vẻ cáo kỉnh. Mấy ông biểu, lực lượng của chúng ta từ quân khu xuống tới các xá bay trừ tựa như hình cái nón dựng ngược. Chủ lực miền, chủ lực khu, các trung đoàn, sư đoàn thì mạnh. Xuống đến tỉnh, huyện, lực lượng nhỏ lại và xuống đến cấp xá lực lượng teo tóp thành cái chóp nón. Nhỏ xíu, tôi điên tiết, nổi khùng, rằng các ông không đưa quân đánh sấn về như kỳ mậu thân ấy. Trung đoàn trưởng vỗ vai mình, cậu đẻ ra lính hả đẻ được ra súng đạn hả, giữa sinh ra cấp, côi, để mần chi, cậu quên rằng mình đang phải đối đầu với già nửa triệu quân Mỹ và chư hầu. Và chừng ấy nữa lính ngụy, hừ, nhàn ơi, mình không thể nào tin nổi điều đó, anh Triều ạ. À. Chỉ có đánh thôi, đánh để cho trung đoàn, cho quân khu biết rằng K-10 vẫn là một quả đấm mạnh của vùng cánh Bắc Huế. Và nhàn đã nhận lãnh trách nhiệm chỉ huy trận đánh phục kích với đại đội 1. Biết đâu, đây chẳng là trận đánh cuối cùng của anh chia tay những người cán bộ, chiến sĩ của đại đội chủ công, nơi anh đã từng gắn bó máu thịt với họ trong những ngày đánh địch ở Phú Vang, ở trong lòng nội đô Huế hơn một năm về trước. Phong vẫn chưa an tâm, anh cho mời hai trung đội trưởng và tiểu đội trưởng súng cối thống nhất lại phương án đánh địch. Không ai có ý kiến gì, bờ từ sáng đến giờ, thời gian đủ để cho họ mường tượng ra diễn tiến của trận đánh ngay trong thực địa. Toàn nói một câu lấp lửng, tôi e tốn hai vắt cơm, anh Phong, anh nhàn ạ. À. Biết đâu tụi nó chuồn ra ngả đường 12 thì hết hơi. Nếu bể dĩa ở đây thì tập kích, nhàn khoát mạnh tay, các ông về kiểm tra súng đạn, ngụy trang hầm hố cho kỹ đi. Mấy đưa trinh sát không chịu để yên đâu, bất chợt, từ hướng đông vọng lại hai phát súng nổ ngắt quáng. Súng bắn dẫn đường, không còn nghi ngờ gì nữa, đơn vị lính ngụy bắt đầu hành quân. Chừng 10 phút sau, tiếp tục vang lên hai phát súng đáp lại. Lần này tiếng nổ xa hơn tất cả về vị trí. Phong ra lệnh cho các trung đội trưởng, nhàn sốc dây thắt lưng và khoác sợi dây dù đeo khẩu K59 qua vai. Anh đi kiểm tra lại vị trí phục kích của từng tổ, từng mũi một lần nữa. Không có gì đáng ngại, từ vị trí của các chiến sĩ đại đội một hướng xa kích của họ có thể bao quát được phần lớn bãi ngụy. Tổ chặn đầu, tổ khóa đuôi đều được bố trí bằng hai khẩu B40, mỗi khẩu tới 8 quả đạn. Nhàn dựng lại bên cường, trung đội phó trung đội 3, Cường này, chừng nào toán đi đầu tới gốc cây rẻ kia mới bắn đây nhé. Nhàn cẩn thận chỉ vào gốc cây rẻ khô nằm phía bên kia bãi ngụy. Anh quên đây là lần thứ ba anh nhắc Cường điều đó. Em biết rồi mà, Cường khẽ gật đầu, phát B40 của cậu sẽ là hiệu lệnh phát hỏa cho cả đại đội đấy. Em sợ tổ của lợi không diệt gọn tiểu đội đi đầu. Anh coi thử cần tăng cường người cho lợi không? Cường băn khoăn, không cần thiết, và lại rút người ở đâu bây giờ? Cứ đánh theo hợp đồng. Nhàn quyết định, khẩu cối 60 của đại đội đặt kè bên tổ mối. Loại cối bắn ứng dụng không có bàn đế, trong hố cá nhân đào theo hình trong, thản sắp hai chục quả đạn ngay ngắn trước mặt. Những ngòi nổ sáng lóa ánh đồng vừa mới được thao ra khỏi ống bảo quản, còn thơm mùi nhựa. Nhớ điểm bắn rồi chớ, nhàn ngồi xuống đặt tay lên vai thản, nhớ rồi thủ trường ạ, à. bắn 5 đến 7 quả cấp tập, nhiệm vụ của cậu là chia cắt đội hình địch. Nhàn nhắc lại phương án tác chiến làm sao cho tụi phía sau bật trở lại để bộ phận xung lực tiêu diệt gọn tụi địch đã lọt vào bãi ngụy, chợt nhàn hỏi. Từ đây đến mép bãi ngụy kia cậu ước tính bao nhiêu mét? 75 mét, thản đáp không đắn đo. Đúng đấy, nhàn nheo mắt ước lượng, em đo được 109 bước chân mà lại. Ờ, câu nói của nhàn bị cắt đứt bởi hai phát súng vang lên bất ngờ. Tiếng nổ nghe đã gần, nhàn nhìn phong, ánh mắt họ gặp nhau qua một thân cây đổ ngang, nét mặt phong không có một phản ứng anh ngồi quỳ một gối xuống đất, bình thản rít điếu thuốc. Theo như phân công, Phong sẽ chỉ huy toàn bộ số xung lực của đại đội. Nhàn nắm khẩu cối 60 của thản, bắn chặn, thêm hai phát súng của toàn lính ngụy đi đầu bắn dẫn đường. Chỉ giây lát sau, phía đầu bãi ngụy đã thấp thoáng bóng tổ trinh sát đang chạy về. Năm chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn cắt băng dọc theo bãi ngụy về phía nhàn. Bảo nhảy qua canh cây ngụy trang vào trong công sự. Anh nhàn, địch tới. Chúng nó còn cách đây 300 mét. Được rồi, cho hai đứa ở lại đây với anh. Còn em dẫn một tổ chi viện cho tổ của lợi tiêu diệt tiểu đội đi đầu. Nhàn phất mảnh vài trắng ra hiệu cho Phong. Cả tuyến đã nhận được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Không gian yên ắng đến bất ngờ. Từ lúc tiếng súng nổ đợt hai, bầy chim rừng đang tranh nhau ăn qua dâu đã hốt hoảng bay đi. Dường như lũ chim chọc cũng linh cảm được trận chiến sẽ nổ ra nơi đây trong chốc lát bay ve vừa mới đây còn cất giọng hát dâm di tự nhiên im bặt. Gió lùa trên lá cây xào xạc, chỉ có loài quả là đánh hơi nhanh nhạy mùi xú uế. Một con bay cắt ngang khoảng trống, màu lông đen in đậm như một vệt mực quét lên trên nền da trời màu xanh ngọc. Sáu tên lính ngụy xuất hiện đầu tiên ở đầu bãi ngụy. Chúng hành quân theo đúng con đường trục mà tổ trinh sát của bảo vừa về. Tiểu đội lính ngụy đi trước dọn đường chủ quan, hầu như đích không thèm dòm ngó xung quanh, hàng một nối đuôi nhau đi về phía cuối bãi đóng quân. Một tên chĩa khẩu AR-15 bắt lên trời hai phát súng báo hiệu cho đội hình đi phía sau. Tên lính đi đầu súng khoác ra đằng sau vai, tay cầm con dao Mỹ nhở bản. Lưỡi dao sáng phản chiếu anh mặt trời lấp loáng. Phong nhìn thấy rất rõ những bộ mặt đỏ gay, nhễ nhái mồ hôi của đám lính ngụy. Những chiếc mũ sắt nặng nề chụp ra ngoài vỏ nhựa, ba lô căng chật, nhằng nhịt dây nhợ, thằng lính đi sau còn đeo thêm cả chiếc song nhỏ. Phong nhìn sang, tổ mối, mắt nhàn hơi nheo lại, gương mặt người tiểu đoàn phó căng thẳng. Khẩu K-59 nhàn cầm sẵn trên tay, chĩa nòng ra hướng mục tiêu. Chỉ giây lát nữa thôi trận đánh sẽ bùng nổ. Tuyệt nhiên trong con người Phong không hề xảy ra sự xáo trộn lớn. Bản năng của người lính chiến đã rèn luyện cho anh sự điềm tĩnh, đôi khi đến lạnh lùng. Nhìn từng khuôn mặt của các chiến sĩ đang nằm yên trong hố cá nhân, nét sau những gốc cây làm vật che chắn, anh dường như hiểu được tâm trạng của từng người toàn cầm ngang khẩu AK tì trên bắp vế một chân quỳ như chuẩn bị tư thế sung phong. Cường ở đăng xa thỉnh thoảng lại nhìn phong, quý tiểu đội trưởng đã dương sắn khẩu B40, lấy thân cây đổ làm bệ tì cho súng. Họ là những chiến sĩ đã quen với việc đánh đấm, những tân binh như Mộc, Thọ, Tốt, lần đầu tham gia một trận đấu quy mô có vẻ nóng ruột, phấp phỏng hơn. Trong khi đó cậu thản, tay phải cầm sẵn một quả đạn cối đen xì, nhìn Phong khẽ nhoẻn cười, tỏ vẻ chắc thắng tình huống địch xả ra y như tập trận thế này. Sáu tên lính ngụy đi tới cuối bãi dừng lại, chúng đặt súng xuống mép công sự và hạ ba lô, nắng cho trang, nhưng chúng không giạt vào bóng cây, có thằng cởi phanh áo để lộ bộ ngực cháy nắng đỏ như cua luộc. Phía ngoài rừng chợt vang lên hai phát súng, ánh mắt của Phong và Nhàn gặp nhau, đại đội địch đã tới. Đội hình địch đi sau tiến nhanh vào bãi, ngụy chống trải, chúng tin tưởng ở tiểu đội đi đầu, tràn vào bãi, địch dồn cục cả lại, không còn đi theo hàng một như khi hành quân trong rừng. Thằng sĩ quan chỉ huy đại đội lính cỡ ngoài 30 tuổi, tiến vượt lên trước cất cao giọng. Trung đội 1, trung đội 2 về vị trí cũ, hắn nói giọng nam bộ, nặng. Đá đâu, bắt sóng gọi trung úy vi dồn nhanh đội hình, lẹ lên. Dạ, tên lính thông tin đeo chiếc máy PRC-25 truyền lệnh ngay vào tổ hợp. Hai trung đội địch tản ra theo hai hướng, tiếng nói, tiếng gọi nhau ồn ào nhàn nhìn phong và dơ cao chiếc khăn trắng bốn trái b 40 nổ dữ dội trùng lên thành bốn quầng lửa khói bụi đen kịt cuốn bốc cao mấy chục khẩu ak nổ giòn giá phong ném liền một lúc hai trái thủ pháo vào đám lính ngụy hỗn độn ngay trước mặt cách anh chưa đầy hai chục mét một loạt tiếng nổ nữa của b 40 mươi của lựu đạn và thủ pháo địch co cùng dày đặc bắn ak không đá thấp thoáng trong làn bụi khói xác địch đè lên nhau thằng nào may mắn thoát chết đều chạy giạt vào đám cây rừng phía bên kia bãi đất trống sung phong phong hét to sung phong sung phong sung phong tiếng hét vang lên chen trong tiếng nổ trừ khẩu cối của thản gióng giả cắt đội hình phía sau của địch những người lính bộ binh kể cả nhàn đều xông ra bãi tráng nơi xác lính ngụy đổ ngổn ngang kêu la hai trung đội địch lọt vào ổ phục kích chết vãn tên sĩ quan chỉ huy và tên lính thông tin nằm đè lên nhau Phong lột luôn khẩu côn và mớ giấy tờ trong túi áo ngực của thằng chỉ huy. Nhàn đến chỗ Phong, Phong, thu nhanh vũ khí và ba lô. 5 phút nữa cho bộ đội rút, lượm sao hết ba lô, lấy gạo thôi anh nhàn. Phong trông thấy cường tay cầm khẩu B40, trên lưng đeo bốn khẩu A giờ 15. Khẩu nào gãy, vứt đi cường Phong gọi to. Tông đâu, đồng đâu, chuẩn bị cho bắn DK. DK là mật hiệu rút quân khỏi trận địa. 20 phút từ lúc nổ súng chưa hề thấy pháo địch bắn trả. Trung đội địch bị cắt lại phía sau cũng chỉ kịp thời phản ứng bằng vài loạt a giờ 15 Những trái đạn cối 60 đã tạo thành bước màn sắt vây bọc. Mà cũng có thể địch khiếp sợ bởi trận phục kích diễn ra quá bất ngờ. Toàn bộ đội hình của đại đội một rút về tới bờ khe điên mới nghe thấy tiếng pháo bắn ở ngoài khu vực bãi ngụy. Địch bắn pháo cấp tập. Chương 2, Phó Ban Chính trị tỉnh đội Thái Long là người trên 50 tuổi, gốc dân Huế ông tập kết ra Bắc, rồi đi học và có thời dạy văn ở trường phổ thông cấp 3 Chu Văn An, Hà Nội. Năm 1963, ông trở lại quân đội. Có học vấn văn hóa, là cán bộ chính trị viên phó tiểu đoàn, Thái Long được trên rút về công tác ở ban chính trị công trường 5, sau chuyển về tỉnh đội. Thái Long về K10 đã được hơn một tuần, và cùng ban chi huy tiểu đoàn tổ chức đợt học tập chính trị với chủ đề quán triệt và thực hiện di trúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch đại đội một được điều lên chân dốc đoác để nhận nhiệm vụ mới đội hình gọn nhẹ đường thông suốt chưa đến một ngày hành quân đơn vị đã tới địa điểm trú quân vùng quanh chân dốc đoác không có địch đêm ấy anh em chiến sĩ đại đội một đổ ra con suối đá trước hậu cứ đi chém cá soi cua trong lúc ban chỉ huy đại đội được tiểu đoàn mời lên báo cáo tình hình đơn vị và nhận kế hoạch mười ngày dành cho đại đội vừa nghỉ ngơi củng cố đơn vị vừa học tập quán triệt nghị quyết một ngày trời Ông Thái Long lên lớp chính trị phân tích cho những người lính nghe tình hình địch ta, cuộc đấu tranh trên trường quốc tế và đặc biệt là diễn tiến của cuộc hòa đàm Paris. Rốt cuộc lại, ông vẫn dành cho việc lý giải cái thế mang tính chiến lược hiện nay ở chiến trường là việc bố trí lực lượng giữa quân chủ lực và quân địa phương đang xa vào tình trạng hình chóp nón lộn ngược. Rằng các trung đoàn, sư đoàn chủ lực là những quả đấm thép mạnh, trong khi lực lượng vũ trang cấp xá, huyện từ sau cuộc tập kích chiến lược mùa xuân 1968 đang bị teo tóc dần. Ông nói giọng Huế, pha chất giọng Hà Nội, cách diễn đạt vừa gọn, vừa xúc tích chậm rãi và biểu hiện cảm xúc trong từng lời nói. Những người lính giải phóng ngồi trên các thân cây, chăm chú lắng nghe, súng A ca tựa vào vai. Đã lâu lắm, họ mới có được cuộc gặp mặt đông đủ thế này. Đầu óc thư thái, không phải lo nghĩ tới chuyện đi chốt gác, đi đồng bằng kiếm gạo. Trung đội trinh sát của tiểu đoàn, có nhiệm vụ lùng sục bảo vệ hậu cứ cho những người lính bộ binh đại đội một yên tâm học tập. Che phủ bởi vòm cây lá xanh, tít trên trời cao vọng lại tiếng máy bay trinh sát VO10. Lâu lâu, lũ máy bay trực thăng phành phạch lượn ngang qua đầu lên chi viện cho sư đoàn kỵ binh bay số 1 đang cản ở dốc trẻ, núi bông. Những chiếc H-34 vuông vức như một toa tàu lưỡng thững bay qua. Lâu lâu, pháo địch bắn lên từng đợt, đạn nổ khu vực địa đảo 310, điểm cao 360, khe trái dốc đoác lọt thỏm trong tầm hỏa lực của pháo 105 ly, 175 ly của địch. Cứ mỗi lần máy bay trực thăng bay qua hay pháo bắn, tiếng đạn cắt gió rít trên đỉnh đầu, ông Thái Long đều dừng lại, hơi giỏng tai nghe ngóng và chờ đợi tiếng nổ. Gương mặt những người lính bình thản hơn, họ đã quá quen và thậm chí nghe đường đạn pháo bay còn đoán định được hướng nổ. Đại đội phó tam được phân công phụ trách đơn vị học tập sáng nay. Anh Nguyên là chuẩn úy, phòng quân hàm từ ngoài Bắc khi đang ở khung huấn luyện sư đoàn 330. Tam được điều về đại đội một chiếc chiến dịch mậu thân, đầu tiên giữ chức vụ trung đội trưởng trung đội 3. 7 tháng sau, đại đội phó Nguyên Hy sinh trong chuyến đi đồng bằng đánh về bồn phổ. Tiểu đoàn đưa Tam lên thay cương vị ấy. Tam đánh giặc không xuất sắc, chưa có một trận đánh nào chứng tỏ Tam có tài chỉ huy. Nghe lính B3 đồn đại, Tam nhát gan và tính nết đối với anh em cũng ít cởi mở nhưng xét ra tam lai là người có quân hàm cao nhất đại đội phong chính trị viên hảo chính trị viên phó ban ba người cấp bậc quân hàm mới thượng sĩ tam hầm hực vì chuyện đó hầm hực như vậy thôi thực tình tam cũng chẳng thiết tha với cương vị đại đội phó hiện nay tam nghĩ có làm ông tá ông tớm mà phải sống chui lùi trong rừng do lương hứng chịu bom pháo của địch nện như giá gạo cũng không bó gần hai năm chung sống với người lính bộ binh ở một vùng giáp xanh, tam cũng đã ớn đến tận cổ ngồi học trong lớp học, Tam không hề có một biểu hiện trên nét mặt. Những điều ông Thái Long trình bày, anh chỉ nghe câu được câu trăng. Tâm trí anh để vào tiếng máy bay, tiếng đạn pháo nổ, tiếng con chim gõ kiến đang mổ vào thân cây lốc cốc. Và tiếng con suối chảy róc sách len lách qua các lèn đá dưới xa kia. Hai năm lăn lộn ở vùng giáp xanh, năm tháng tưởng kéo dài vô tận. Anh hay sốt vặt, mỗi tháng một đôi lần. Những ngày sốt, Tam muốn kéo dài ra để anh tận hưởng bằng ký ức về những ngày còn làm anh đội phó đội sản xuất ở một hợp tác xã nông nghiệp vùng quê Kiến An. Nhờ trước đội phó sản xuất, kiêm trung đội trưởng dân quân, Tam được kết nạp vào đảng. Tam có vợ ở quê, và hai đứa con gái. Tưởng đã được yên thân, nhưng không ngờ, anh vẫn bị gọi đi khám tuyển nghĩa vụ, rồi nhập ngũ. Đưa quân đi B, Tam hy vọng sẽ được trở ra Bắc. Anh ghé qua nhà, an ủi vợ chuyến đi này kéo dài nhất là ba tháng. Tam để lại cho vợ con bộ quân phục mới toanh, một vài lò thuốc bổ, biếu thầy anh chiếc mũ cứng Trung Quốc, chiến trường đá quấn lấy Tam và anh không sao gỡ ra nổi. Chán nản và cố gắng giấu giếm nỗi tuyệt vọng cay đắng trước những chiến sĩ, Tam vẫn phải tự tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới. Không thích nghi cuộc sống của anh lính vùng giáp xanh với địch, anh sẽ chết. Giữ cho được, cái gáo, là quan trọng, là còn, gáo, là còn tất cả. Tam ngấm ngầm thực hiện cho triết lý ấy. Tam Phong phanh đánh hơi biết ca 10 giải tán bổ sung quân cho huyện, xã. Càng nghe ông Thái Long phân tích tình hình, từng lúc anh càng tự khẳng định điều ấy là sự thật không còn hồ nghi gì nữa. Tam hình dung ra những ngày sắp tới sẽ còn bi đắt hơn cả chuỗi ngày ở K10. Dù sao đây cũng là một đơn vị bộ đội chủ lực. Có đại đội, có tiểu đoàn, ít ra trong đội hình tiến về đồng bằng, đi trong rừng anh sẽ ở vị trí thứ năm, thứ sau, thậm chí đi cuối cùng chớ không phải là người lính đi thứ nhất. Còn một khi đã làm anh du kích, biệt động phân giới ấy chỉ là trò đùa với những trái mìn định hướng hay mọt ổ phục kích. Hai năm sống nhờ cơm gạo của người dân đồng bằng, đủ để cho Tam rút ra những bài học xương máu. Tam không muốn dấn sâu thêm nữa vào nỗi cực nhọc của một anh lính địa phương bám ở tuyến đầu. Chợt ông Thái Long nhìn chiếc đồng hồ ô gen mặt trắng. Tam biết ý, anh sửa lại quần áo và đứng lên, hai chân dẫm vào nhau, người thẳng như một cây gỗ. Anh gióng giạc nói to, hệt như một sĩ quan trực ban nhà nghề. Báo cáo thủ trưởng, đã tới giờ giải lao, ông Thái Long hơi mỉm cười, tiếng xì xào, ồn á nổi lên, tam nhắc, yêu cầu các đồng chí giữ im lặng, đây là chân dốc đoác chứ chưa phải là hang đá, đường tuyến đâu nghe. Từng cụm năm bảy người chiến sĩ tàn mát quanh các gốc cây, và đá ngồi hút thuốc. Vây thản, cối, là một đám gần chục người, thản dê chiếc điếu cầy đi tới đâu, mọi người à theo tới đó. Thản đưa chiếc điếu cho ông sủng ưu tiên bố già tụi con kính lão đắc thọ nghe bố thuốc ông sủng hỏi ở nhỉ có đây thản móc từ trong cái túi áo một bọc ni lông nhỏ chậm rãi mở gói cậu ta muốn cố ý kéo dài nỗi thèm của những chàng nghiện thuốc lào đã lâu không được hút đây là thứ thuốc lào trồng ở miền nam sợi đen thản vớ được trong một ba lô ngụy chiến lợi phẩm sau trận phục kích thản vê từng điếu phát cho mỗi người và gióng rạc tuyên bố còn một hiệp nữa để sau bữa cơm trưa, sùng hút trước tiên, hai má lõm sâu, ngọn lửa cháy bập bùng liếm vào từng sợi thuốc, chiếc điếu cầy sôi lên đành đạch, thôi chứ bố sùng, coi chừng, bố, giết hung quá vỡ mất nó điếu. Chiếc điếu cầy lập tức được truyền sang tay người khác, ông sùng ngửa người tựa lưng vào gốc cây rẻ khoan khoái thở ra một dòng khói trắng đục. Đôi mắt đờ đẫn, ơ bố già say thuốc tụi bay ơi, hừ, sùng cười, để lộ chiếc sang vàng, ăn thua đích gì còn thua thuốc lào tiền hải quê tao. Thứ này phải gọi thuốc vĩnh bảo bằng cụ, nhưng mà rít một hơi đã nghiền cũng vui, phải không thản cối. Tất nhiên rồi, trả bù cho bữa trước phải đi lượm mấy mẩu thuốc thừa gom lại hút, thản đáp, và dán rít cho đến khi nhùm thuốc trên nó điếu cháy chỉ còn chưa tàn. Vui nhỉ, các cậu kiếm mô ra thuốc lào. Ông Thái Long đã đến sau lưng hội, hút thuốc lào từ bao giờ? Dạ, thủ trưởng biết hút thứ này không? sùng đỡ lời, Giang không biết, ông Thái Long cười cười, vợ tớ dân hải phòng mà lại, cho mình một điếu nào, thản nhanh nhẹn móc bao thuốc hào phóng mời thủ trưởng tỉnh đội. Những người chiến sĩ ngồi xung quanh cũng chẳng từ nan, véo mỗi người một điếu. Xuất thuốc dành cho sau bữa cơm trưa đã được kết thúc sớm hơn dự định. Ông Thái Long phải rít mấy lần mới hết điếu thuốc lào khá nặng. Lát sau, đến lượt ông mở bao dù lấy ra hai gói, tam đảo, bao bạc. Ông rút từng điếu chia cho mọi người còn chừng hơn một bao ông gọi tam lại và dặn anh đem chia đủ cho tất cả anh em trong đại đội đồng chí được mấy cháu chợt ông thái long vỗ vào vai sủng dạ báo cáo thủ trưởng tôi sáu cháu ạ à. thưa thủ trưởng thản chen vào bố sủng của chúng em còn ở nhà với bù nó thì chắc chắn bây giờ phải tám cháu ạ à. đám chiến sĩ cười ồ cậu bao nhiêu tuổi mà đông con dữ vậy ông thái long mỉm cười hỏi sủng dạ thưa thủ trưởng em đến tháng tư này là 42 tuổi ạ à. Trước khi đi, bộ đội đồng chí làm nghề gì? Dạ, em làm ở công ty vệ sinh, còn vợ con em làm ruộng. Kinh tế có đủ nuôi các cháu không? Cũng túng lắm thủ trưởng ạ, à, sùng gái tai. Ông Thái Long im lặng một lát, vầng trán của ông hơi nhíu lại hằn lên những vết nhăn. Giọng ông khẽ khàng nói với những người lính đang ngồi vây quanh ông, như thể nói với bạn bè. Cuộc chiến tranh ở đất nước mình phải huy động sức người, sức của quá lớn phải không? Không những trai tráng ra trận đã đành, người có tuổi, miễn là cầm được súng, chân leo được trường sơn là đều có thể trở thành chiến sĩ vệ quốc. Những ngày đầu vào bộ đội đánh Pháp, tôi cũng trẻ như di. Ông Thái Long chỉ vào thản, cả phụ nữ ngưa chớ thủ trưởng, một chiến sĩ trẻ nói chen vào, phải, cả phụ nữ, cả ông già, bà cả, con nít đều được huy động vào cuộc chiến đấu. Tam hỏi thăm dò, thưa thủ trưởng, tôi hỏi thế này không phải, xin thủ trưởng bỏ qua nghe nói cấp trên định phân tán k 10 về địa phương phải không ạ à? ông thái long nhìn tam trong giây lát chút nữa tôi sẽ trình bày cho các đồng chí nghe chủ trương của quân khu của tỉnh đội nhưng xin hỏi các đồng chí một câu nếu phân công đại đội một tăng cường quân số cho huyện các đồng chí nghĩ sao thôi nhé anh tam xin miễn trả lời tôi hỏi đồng chí này ông thái long chỉ vào sủng thưa thủ trưởng tôi là một đảng viên đảng bảo sao tôi chấp hành mệnh lệnh nghiêm chỉnh ông thái long ngắt lời tôi muốn hỏi điều này cơ đồng chí thấy chủ trương như vậy đúng hay sai và có nên không những điều thủ trưởng phân tích cho anh em tôi nghe thấy có lý tụi tôi sẵn sàng về chiến đấu ở xã ở huyện nói đúng ra là làm quân xã huyện đồng chí còn e ngại điều chi ông thái long động viên cấp trên phải đả thông cho xã huyện đừng mặc cảm với anh em bộ đội và coi anh em bộ đội như người địa phương mình anh nói điều đó xem ra khó đó nghe anh sủng thản ngắt lời sủng Tại sao khó hả đồng chí?" Ông Thái Long nhìn thản. Rồi ông nói tiếp, "Tôi là một đứa con của Huế, 9 năm đánh Pháp xong tôi ra tập kết. Đồng bào miền Bắc cưu mang tôi, có những bà mẹ nhận tôi làm con nuôi, vợ tôi người Bắc, vậy lẽ nào các đồng chí từ các nẻo quê hương miền Bắc vào đây chiến đấu, chính quyền địa phương các cấp lại có thể có thái độ phân biệt? Máu của chiến sĩ ta đổ ra vì sự nghiệp giải phóng miền Nam đều cao quý như nhau." Người chiến sĩ trước lúc ngã xuống trong cuộc chiến đấu chắc chắn không ai tự chọn cho mình một vùng đất để chết. Tôi nghĩ giữa đó và các cấp huyện, xã cũng phải nghĩ như dứa. Phải không? Không một ai trả lời, họ ngồi im nghe ông nói, "Các đồng chí hãy tin tôi, mục đích cuối cùng của Đảng, của cấp trên là làm sao mau chóng kết thúc chiến tranh, thống nhất Tổ quốc. Ai cũng mong hòa bình đến sớm, và nếu hy sinh thì đó không chỉ là nỗi đau của một người vợ, người mẹ" của những đứa con mồ côi cha mà là con nỗi đau chung của đảng của dân tộc tiếng máy bay trực thăng cắt ngang trên đầu át câu nói của ông thái long bốn chiếc máy bay trực thăng bay thấp hiện ra trên hoảng trống của tán cây rừng chúng tiếp tục chờ quân lên miền tây sông bồ báo cáo thủ trưởng đã đến giờ lên lớp xin mời đồng chí tiếp tục làm việc giọng tam giáng đanh đầy vẻ trân trọng ông thái long đứng dậy cám ơn đồng chí đồng chí mời anh em vào lớp Cuộc họp đảng ủy tiểu đoàn mở rộng đã bước sang ngày thứ hai. Và xem chừng gay gâu khi bàn bạc trao đổi về nhiệm vụ cụ thể của các đại đội. Ngoài số đảng ủy viên của tiểu đoàn, cấp trưởng của các đại, đội đều được mời dự họp. Khi tiểu đoàn trường chiều công bố lệnh giải thể tiểu đoàn giao cho huyện đội, thì phản ứng của các cán bộ đại đội nổi lên. Mũi nhọn công kích xuất phát từ phong và hỉ chính trị viên đại đội 3. Hảo chính trị viên đại đội 1 và quý đại đội trưởng đại đội 3, dè lời hơn và thường nêu những khó khăn về phương thức tác chiến. Chính trị viên kiêm bí thử đảng ủy tiểu đoàn Trần đang ngồi ghi lại hết các ý kiến. Việc giải thể ca 10 chứng tỏ cấp trên không tin chúng tôi, Phong nói gay gắt, phải chăng ca ta đánh kém sút hơn so với kỳ, mậu thân ở Huế. Mà kém sút là đúng. Điều kiện chiến trường của ca ta khi còn ở Phú Vang, Quảng Điền, những năm 1965 đến 1966, và dạo mậu thân khác với bây giờ. Ngày đó chúng ta có đất, chúng ta có dân, có vùng giải phóng hẳn hoi. Bộ đội sống trong dân, ban ngày địch đổ quân càn, chúng ta đánh càn, các làng ấp ban đêm là của ta. Bộ đội còn biết hơi ấm của cái giường, biết miếng canh cá của đồng bào nấu cho ăn mỗi bữa. Còn bây giờ, hai năm nay thử hỏi K10, K6, K4, và thậm chí cả hai đại đội đặc công của tỉnh có đơn vị nào về bám trụ nổi ở đồng bằng lấy hai ngày. Chỉ cần nghe có bộ đội về làng, y như rằng phi pháo, trực thăng đổ quân đến quây quét. Các đơn vị đều bị đánh bật lên xanh, bám vào giáp xanh cũng chỉ có một số lượng ít ỏi. Chúng ta đánh kém là phải, bị cấp trên phê phán, chỉ trích là đúng. Các đơn vị lo kiếm miếng ăn đã vất vả chứ đừng nói chi tới đánh địch. Lỗi tại ai, rồi sao nữa, cậu nói tiếp đi phong. Ông chiều cười khẽ và tiện tay rút một điếu ruby xanh châm hút. Tôi khẳng định, bộ đội K-10 không đánh giặc kém bằng chứng là C1 đánh trận tập kích ở bãi ngụy dưới chân chóp nón vừa qua, bộ binh của chúng ta vẫn đủ sức chiến đấu và có khả năng tổ chức những trận đánh lớn. Không ai phản đối ý kiến của đồng chí Phong, ông Thái Long ngồi bó gối nghe Phong nói một cách chăm chú. Vậy, thưa các đồng chí, không lẽ gì chúng ta chấp nhận phương án giải tán tiểu đoàn? Tôi xin quả quyết, chỉ cần giao những chiến sĩ ưu tú của chúng ta cho huyện, cho xã chỉ chưa đầy 6 tháng sau chúng ta sẽ mất quá nửa số chiến sĩ ấy không? Không nên, Tôi đề nghị các anh điện lên trung đoàn, điện sang tỉnh, lên quân khu đừng giải tán K-10. Tiểu đoàn ta có truyền thống đánh giặc trên mảnh đất thừa thiên cả chục năm nay. Đồng bào ở đây nhắc đến K-10, K-4, K-6 ai mà không biết. Không khí trong căn hầm ắng đi một hồi lâu, giọng phong thống thiết quá, và hình như anh xúc động. Mọi người đều thấy anh đưa tay lên chùi khóe mắt, giọng đứt quáng. Điều phong nói là sự thật, và người hiểu rõ những điều anh nói ở đây hơn ai hết là ông Triều là Hảo, là Quý, là Ban, là Hỷ, và cả ông Thái Long. Những người lính kỳ cựu của K-10 từ ngày tiểu đoàn mới thành lập mang số hiệu 801, thời ấy ông Tư Hiền, phó ban tác chiến của quân khu bây giờ, mới còn là anh tiểu đoàn trưởng, mặc quần đùi vác tôm sông chỉ huy lính ca 10 vượt phá Tam Giang về giải phóng vùng Cát Phú Vang. Phá toang những làng xanh ở Phong Điền, Quảng Điền nối thông tuyến hành lang giữa vùng đồng bằng các huyện, dọc ven biển. Lần đầu tiên những lá cờ nửa đỏ nửa xanh, có ngôi sao vàng ở giữa phất phới bay trên nóc đình làng. Điều đó là sự thật, các cửa sổ cố đô Huế bị phá banh trong những ngày tiến công và nối dậy mùa xuân năm 1968. Địch ngán đòn phụ đầu của quân, ông Tư, trên sông Hương, tàu chiến địch cháy. Những trận chăn giặc ngay cửa quán cơm âm phủ của 11 cô gái Huế năm trong đội hình chiến đấu của bộ đội K-10. Mới hơn 2 năm nay chuyện cũ đã chìm vào trong dĩ. Vang! chỉ còn được nhắc lại với giọng đầy phấn khích và ngưỡng mộ của cuốn biên niên sử hằn sâu trong ký ức những người lính cũ còn có mặt trong tiểu đoàn đến bây giờ. Họ kể cho lứa tân binh mới nhập cuộc chiến tích lẫy lừng của đơn vị. Các tiểu đoàn lính ngụy vốn khét tiếng dũng mãnh của sư đoàn một bộ binh, các tiểu đoàn châu điên, cọp biển. Cáo đen, giáp mặt với lính K-10 còn phải sợ. Truyền thống của tiểu đoàn nuôi dưỡng những tâm hồn anh lính mới tò te, niềm tự hào được làm quân, ông Chi, ông Một, ông Khánh Lửa, từ lâu đội hình trung đoàn bị xé nát ra hai cánh. Tiểu đoàn, đại đội tác chiến độc lập, đấy là phong cách đánh giặc của đại đội K-10 có từ lâu. Hình như ông Triều cũng khóc, điếu thuốc ruby tắt ngấm. Lúc ông quẹt lửa, quần sáng phát ra từ chiếc bật lửa Trung Quốc soi tỏ đôi mắt ông đỏ hoe. Đồng chí nào có ý kiến phát biểu, xin cứ tiếp tục. Ông Thái Long kéo mọi người trở lại không khí của cuộc họp. Sau phong chưa có ai lên tiếng trong căn hầm máy bằng rồng, kê sạp ken bằng cây đùng đình, người ngồi họp lèn vai nhau. Không khí áng lặng tới mức nghe gió cả tiếng chiếc bấc đèn cạn dầu kêu lật phật. Và có tiếng ai đó thở dài, giải tán ca mười về địa phương là không đúng. Một lúc lâu sau thì nói, chúng tôi được đào tạo từ miền Bắc vào miền Nam để đánh giặc, làm anh bộ đội chủ lực chứ không phải để làm anh du kích. Đấy là công việc của địa phương phải đảm trách lấy lực lượng tại chỗ. Cớ chi các anh bắt bộ đội làm chuyện đó, nhưng huyện, xã không đáp ứng nổi yêu cầu như đồng chí đưa ra, thì tính ra răng đồng chỉ hỉ. Ông Thái Long điềm đạm nêu câu hỏi, thì cách trước họ, hỉ nói dứt khoát, mọi người ngồi họp đang trong bầu không khí căng thẳng bỗng cười ồ. Cách trước cả, thì lấy ai chỉ đào phong trào, chỉ đào hàng loạt tiến cơ sở mật ở vùng sâu, vậy tại sao ta không tổ chức đánh lớn về đồng bằng, nhân đấy bắt thanh niên đưa lên núi. Tuổi ngụy còn biết bắt thanh niên bổ sung lính, tại sao ta không làm việc đó. Hẳn các anh còn nhớ bốn tên tù binh đại đội một bắt hôm rồi, hai tên trong số đó mới bị bắt vô lính chưa đầy bốn tháng. Tại sao? thì chưa nói hết câu, ông Thái Long đã cắt lời. Tại sao à? Tại vì chúng ta là quân đội của Na Han dân, chúng ta cần những người lính giác ngộ lý tưởng chứ không cần một đội lính đánh thuê. Vậy đó, đồng chí Hỉ à huyện, xã kể cả tỉnh và quân khu đều mong có một lực lượng vũ trang địa phương mạnh. Và chỉ có địa phương mạnh thì chủ lực mới mạnh. Nhưng người kiếm mô ra, quân khu, quân ủy, tỉnh ủy phải bàn nát nước, nát cái mới đưa ra quyết định điều bộ đội K-10 về củng cố cho địa phương. Và chính lực lượng này phải bám dân gây dựng cơ sở tạo tiền đề cho việc rút thanh niên trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi xin nói, đó là mệnh lệnh, đúng hay sai, thời gian sẽ khẳng định, các đồng chí và tôi sẽ tự kiểm chứng. Nhưng quyết định này là cần thiết và đúng đắn. Không có cơ sở cách mạng bám trên địa bàn các huyện, các xá thì rồi không khéo, cha con, ta không chỉ rút lên bút đỏ, hang đá, đường tuyến đâu. Chưa biết trường địch hất chúng ta sang đất Lào, hiện nay địch đang càn dốc chè, dốc mèo, núi bông. Và năm ngoài định càn A lưới, xe tăng, M113 tiến dọc theo đường 12 lên tới cây số 23. Đường tuyến tắt xe, gây gâu biết bao nhiêu, bài học của tiểu đoàn 439, được rút ra bằng máu về công tác tổ chức, chỉ huy và chỉ đạo cho một đơn vị chiến đấu các đồng chí hãy tin không bao giờ quân khu và tỉnh có ý nghĩ hóa đi truyền thống tốt đẹp của tiểu đoàn 10, đứa con của đồng bào thừa thiên hàng chục năm nay chợt gộng ông thái long đanh cứng đồng chí nào còn thắc mắc xin cứ tiếp tục để đạt nguyện vọng tôi và anh triều anh đang anh ngạn anh nhàn có trách nhiệm báo cáo về tỉnh xin ý kiến giải quyết nhưng các anh phải quán triệt nghị quyết của đảng ủy và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ và chiến sĩ của đại đội mình vì đó là quân lệnh giọng ông thái long dứt khoát mọi người đều hiểu cuộc họp tới đây tạm chấm dứt, tối nay đúng 7 giờ, tiếp tục họp, ông đang công bố, mọi người nối đuôi nhau bước ra khỏi căn hầm không ai nói thêm điều gì, nét mặt người nào người nấy căng thẳng và mệt mỏi. Chương 3, đến bãi đá dọc khe diên còn cách đường 12 chừng hơn nửa giờ đi bộ, cường cho cả tổ dừng lại. Càng đổ về xuôi, lòng khe điên mở rộng, nhiều cát. Hai bên bờ mọc đầy dứa dại và những vạt môn ngứa, Nhóm chiến sĩ do cường chỉ huy có 3 người của đại đội 1 và 2 tên tù binh ngụy bị bắt trong trận đánh tập kích địch ở bãi ngụy. Trong số 4 tên tù binh có 2 tên sau lúc giải về tới hậu cứ của đại đội, lợi dụng đêm tối bỏ trốn bị vấp mìn, tan xác, cách căn hầm chưa đầy 200 mét. Cái chết của chúng gây tác động tâm lý với hai tên còn lại. Mặc dù không bị trói nhưng suốt mấy ngày giam không tên nào dám bén mảng ra khỏi hầm. Thậm chí đi ỉa chúng cũng sợ vấp mìn, lúc chôn cất hai tên địch chết, phong cho người đưa hai tên tù binh còn lại ra coi mộ bạn. Chúng sợ và hứa không dám có một hành động nào chống đối, bộ đội giải phóng. Hai người tù binh ngụy làm tờ khai tên tuổi, quê quán, quân hàm, phiên hiệu đơn vị và cả những điều chúng biết về đại đội 12, thuộc tiểu đoàn 3, E54. Họ là lính trơn nên cũng không giúp gì nhiều cho tin tức quân báo. Cường cho phép hai tu bình được tháo dây chói. Chúng im lặng, vẻ mặt buồn thiêu, lầm lũi như hai cái bóng ngồi bệt xuống gốc cây hai gã tù binh, một tên đã khá tuổi, một còn trẻ. Gã lớn tuổi đầu cạo chọc, trên cằm có một nút ruồi do bằng hạt ngô. Một trụm lông ba bốn sợi dài quan tít mọc ra từ mụn cứt ruồi ấy. Còn gã tù binh trẻ tuổi, trông nét mặt có vẻ ba trợn ba chảo. Tóc phủ dập hai tai, cổ áo lính cáu bẩn, cường nhắc hai người chiến sĩ của mình là Mộc và Tân ngồi tản rộng ra. Anh lại gần hai tên tù binh, bảo, các anh lấy cơm ra ăn đi tên tù binh trẻ tuổi nhanh nhẹn mở bọc ni lông lấy ra cục cơm vắt và gói muối lạc người tù binh già ngó vào khẩu súng ak trong tay cường ánh mắt thoáng vẻ sợ sệt các ông định bắn tụi tôi cường mỉm cười bắn các anh mắc mớ gì phải đưa đi vất vả thế này ăn cơm đi chốc nữa khắc biết xin các anh mong các anh tha cho tội chết em còn mẹ già con dại cực chẳng đá em mới phải vô lính nghe gã tù binh lớn tuổi nói giọng huế cường hỏi gã anh quê ở đâu? Dạ, quê em đúng như đã trình với mấy anh trong tờ khai. Em người Hương Trà, Hương Trà, ra, thưa đúng vậy. Anh ở thôn nào? Dạ, em người Liễu Thượng. Thật người Liễu Thượng không? Dạ, thiệt à, anh có biết má mừng có hai người con tên là Tâm và Minh không? Gã ngụy binh reo lên. Dạ, thưa anh em biết, thím mừng có chồng đi tập kết. Ba má con thím trốn lên núi theo cách mạng từ năm 63. Em là bà con xa của thím mừng vậy hả cường biết gã tù binh nói thật này nhà anh ở cách khu trường bao xa dạ thưa anh chưa đầy 100 trăm mét trời ơi khu trường luôn luôn bị mấy anh về bắn hỏa tiễn vợ con anh còn ở liễu thượng dạ ở cả đó thưa anh vợ em có lần bán đậu phộng cho bộ đội từ trên núi về làng quê em trồng nhiều đậu lắm điều này gã nói càng chính xác chị tâm ngày còn sống đã đưa bộ đội về liễu thượng mua gạo mua đậu phộng cường đã đi với chị nhiều lần lâu nay anh có nghe tin tức của chị Tâm không? già dạ thưa anh không ạ, à? làm sao hắn biết được chị Tâm đã hy sinh? Anh tên gì? già dạ thưa, em tên Ngật, Trần Ngật, em sinh năm 1930, năm nay em vừa tròn 40, em có bốn cháu còn nhỏ cả. Gã tù binh khai tuần tuột lý lịch, hy vọng tìm lấy ở cường một sự thông cảm. Cuối cùng gã buột ra nỗi lo lắng làm bận lòng trên suốt quãng đường rừng bị giải đi. Xin các anh tha tội chết, đừng giết em em còn đàn con nhỏ, anh khỏi lo, chúng tôi không bắn anh đâu, nhưng nay mai anh được thả về nhà liệu có đầu quân trở lại cho tụi ngụy nữa không? Trời ơi, gã ngụy kêu lên, chỉ mong còn mạng về sống với vợ con, tụi em đâu còn ý tưởng trở lại đơn vị, nhưng làm sao các anh thoát khỏi tay tụi tề, ngụy ở xá, ở quận, dạ, có cách ạ à? dù tốn bạc ngàn tụi em cũng không giải trở lại lính. Sao vậy? Dạ, ở đời mấy khi gặp được điều may. Thôi được, anh ăn cơm đi. Cường dục gá tù binh, anh cũng ra ngồi trên tảng đá ăn nắm cơm vắt. Đường 12 đã gần lắm rồi. Cường lắng tai nghe, anh nhận ra được cả tiếng xe ầm ỉ. Mộc nói, anh Cường ơi, em nghe tiếng xe tăng. Không phải, Cường đáp, tụi ngụy cho xe cầy ủi hai bên đường. Chừng 30 phút sau cả tổ lại tiếp tục tiến ra đường 12. Mộc giải hai tù binh đi sau. Cường cùng với tân tiến lên phía trước, cách nhóm của Mộc chừng ba chục thước con đường rừng mới đạp càng ra gần đường lộ càng khó đi nhiều đoàn con đường chạy ngược lòng khe suối lá dứa sắc cứa vào đùi vừa ngứa vừa rát chốc chốc máy bay trực thăng vận tải bay lướt trên đỉnh đầu cường vẫy tay ra hiệu cho cả toán dừng lại đợi chiếu máy bay bay qua tiếng xe ủi vọng lại lúc gần lúc xa hơn một tháng trước đây cường đã có dịp đưa ông triều và ông đang sang họp ở bên trung đoàn đi cùng với tổ trinh sát của tiểu đoàn Cường vẫn còn nhận ra cả vết dao anh phát vào thân cây nhỏ đánh dấu đường. Lá non bị bẻ mới kịp khô đầu cuống. Đường mới mở thường là an toàn hơn so với những con đường trục cũ. Tụi thám báo, và các đơn vị lính ngụy đi cản rừng hay nhằm vào những con đường trục để gài mìn và phục kích. Còn cách bìa rừng chừng trăm mét, Cường cho đội hình dừng lại. Anh lặng lẽ cầm súng đi ra ngoài đường 12, sau lúc dặn dò Mộc và Tân Trông chừng hai gã tù binh. Anh nằm xuống một bên gốc cây đổ và đất trồng rộng thanh thang cách xa con đường gần năm bảy chục mét cây rừng bị đánh bật gốc các triền đồi tranh lửa liếm cháy đen loang thành từng vạt nhỏ như tấm da báo khổng lồ hai bên đường đều bị máy ủi cầy xới lên như vậy con đường dài đá nhiều đoạn láng nhựa lỗ chỗ những hố pháo bắn chúng tim đường phơi trần giữa nắng phía bên kia ngọn đồi tranh âm vang tiếng xe ủi gầm gừ đào cây vẳng lại cả tiếng của tụi lính công binh ngụy la hét gọi nhau có hai chiếc xe chở đầy gỗ chạy chậm trên đường lắt lẻo ngồi trên những khúc gỗ lớn mấy gã thanh niên đứng níu tay vào thành xe nghênh mặt giữa nắng trong cách ăn mặc cũng đủ biết đấy là những người dân lên thầu lại số gỗ do tụi công binh ngụy đốn hạ mở rộng phạm vi cảnh giới tuyến đường xe lại một chiếc xe dép vùn vụt lao qua trên xe chỉ có ba tên lính mỹ trời nắng chúng cởi trần để lộ ra khuôn mặt và mảng da lưng đỏ lựng tụi địch chủ quan gớm cường lẩm bẩm giá như được phép đánh chỉ cần một trái B40 anh sẽ tiêu hủy chiếc xe ra cho. Tuổi Mỹ vì thế có căn cứ động tranh và các đơn vị lính gác dọc đường. Cường quay trở lại, Mục và Tân ngồi chờ anh phát nóng ruột, có chi ngoài ấy, anh Cường, địch đang ủi đường, bao giờ mới tính tới tụi này? Mục ra ý chỉ vào hai gã tù binh ngồi ngủ gà ngủ gật. Lát nữa có cần bịt mắt không? Chẳng cần, vừa được lệnh phóng thích, cả hai gã tù binh đã cúi xuống sụp lạy những người lính giải phóng dường như chúng vẫn chưa tin điều Cường nói. Đôi mắt hai người lộ vẻ mừng rỡ, như chưa xua tan hết vẻ lo ngại. Họ không nhìn vào ba người lính giải phóng đang đứng trước mặt mà lại để ý tới những họng súng AK đen chuỗi và trái B-40 đã đơm sắn trong nòng súng. Cứ đi thẳng theo hướng này, ra gặp bìa rừng, băng qua vạt đổi tranh cháy tới đường, các anh xuôi theo phía đông. Chừng nào gặp tội tuần đường nhớ ra hiệu kẻo nó bắn nhầm. Và nói rằng bị bắt làm tù binh được quân giải phóng thả nhớ chưa, Cường hỏi lại, dạ nhớ, suốt đời em không quên ơn mấy anh, người tù binh tên là Ngật trả lời nhanh nhỏ, chợt gã hỏi, mấy anh có dư cuộn băng nào, làm ơn cho em xin một cuộn, gã nói thêm, phòng khi cơ nhỡ trên dọc đường. Cường móc túi thuốc cá nhân đưa cho Ngật cuộn băng còn nguyên trong bao, ni lông sạch sẽ, ba người lính đi theo hai gã tu binh ra tới cây gỗ đổ sát bãi cát trắng mới dừng lại. Thôi chay đi, Cường dục họ. Ngật còn quay lại nhìn một lần nữa những người lính giải phóng trong khi gã tù binh trả tuổi đã cắm đầu chạy ảo ra ngoài sườn đồi tranh khô xác. Thôi đi đi anh Ngật, cường dục và vỗ nhẹ vào vai người lính ngụy. Ngật đi thất thểu, cách gã tù binh đi trước một quãng xa. Vừa đi gã vừa nghe ngóng, tự nhiên gã dừng lại. Ba người lính đều nhìn thấy Ngật lượm lên một hòn đá. Không nói không rằng gã kê bàn tay trái vào một tảng đá lớn và đậm mạnh. Anh Ngật. Cường gọi giật, anh quên rằng mình đang đứng nơi con đường 12. Ngật quay lại, tuyệt nhiên, gã không hề cảm thấy đau đớn, mà gương mặt ấy lại ánh lên một nụ cười. Gã giơ cao bàn tay về phía Cường, bàn tay nhảy nhụa máu, dập nát, ngật loạn chọn tựa lưng vào tảng đá, rút ra cuộn băng của Cường vừa mới cho, gã dùng răng và bàn tay phải băng nhanh bàn tay bị thương. Gã tự thương anh Cường ơi, mục không nén nổi giọng run run, ờ, hắn tự thương, nó gan nhỉ, tan chép miệng mộc và tân mới về đại đội một chưa đầy năm tháng lần đầu tiên họ được nhìn thấy con đường của ngụy và chứng kiến cảnh tên tù binh tự thương ngật tiếp tục bước đi cắt ngang vạt đồi tranh bị cháy xém đến tận gốc trước khi ra tới đường đá ngật dừng lại lần nữa nhìn về phía cánh rừng gã không vẫy tay đứng im lặng một lát rồi lầm lũi bước trên đường không còn nghe thấy tiếng xe ủi gầm gừ phía bên kia quả đồi trang trời ngả về chiều ánh nắng dài vàng ở sườn núi xào xạc trong luồng cây xanh tiếng chim gó kiến mổ vào thân cây cồng cọc cổ. Họ đã có thể quay trở lại theo con đường cũ, nhưng Mộc và Tân thấy Cường còn ngồi nép vào gốc cây nhìn ra con đường đá, họ không dám dục anh. Mộc hỏi rụt rè, anh Cường, cứ xuôi con đường này vào đến Huế hả? À? Ờ, tới Huế, giọng Cường trở nên đờ đẫn, chẳng xa mấy nữa đâu, anh đã vào Huế bao giờ chưa? Chưa, chị Tâm bảo, Huế đẹp lắm, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại